Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19h 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Sung Hỉ. Tập 2 của bộ truyện thì mình đã cho phát sóng vào 3 giờ chiều nay rồi. Bạn nào chưa nghe thì hãy quay trở lại danh sách để nghe đi nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Công lý là tự mình phải tranh đoạt. Câu nói đó trở thành quan niệm sống của Hạ Diệp Trầm rất lâu về sau. Những ấm áp mà Vương Đại Lực cho cô trong cánh rừng lạnh lẽo ngày hôm đó cũng chính là giấc mơ đẹp nhất trong những năm tháng tối tăm mà cô có. Thái Ninh nhìn hai người trước mặt, trong lòng giàu dĩ vô cùng. Từ Nhất Nặc, Hạ Diệp Trầm, tôi quá thả lòng cho hai người rồi đúng không? Ngay cả việc thông đồng chạy trốn cũng làm được. Các cô còn có gì không dám làm nữa? Nửa tiếng trước, bên trên đã ra lệnh lấy lời khai. Hạ Diệp Trầm một mực thừa nhận mình một mình bỏ trốn, nhưng Từ Nhất Nặc lại thẳng thắn thừa nhận là tôi cố ý đánh nhau để cô ấy trốn đấy. Thế là cả hai đều bị nhốt trong phòng giam đặc biệt. Nơi này rất kiên cố, nằm ở một góc riêng trong trại giam. Thái Linh không trông coi khu này mà có người của đội trông giữ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Từ Nhất Nặc cong môi. Chị Thái Linh, năm đó em làm ra trò kinh thiên động địa thế nào chị còn chẳng mắng, sao hôm nay lại tức giận như vậy? Thái Linh chau mày, đập cây gậy vào vai Từ Nhất Nặc khiến cô ấy kêu lên oai oái. Năm đó người mày đắc tội là ai? Còn Hạ Diệp Trầm đắc tội ai? Mày đừng có bảo quá ngây thơ, những người như cô ấy không trốn thoát được đâu. Hạ Diệp Trầm tái mặt, ngồi tựa lưng vào tường. Cô đã biết rõ mình không thoát được, nhưng nghe lời khẳng định từ một người khác cũng không tránh khỏi hụt hẫng. Thái Linh thấy vậy cũng không vui vẻ gì, thở dài. Được rồi, tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa các người đến đây thôi. Còn đâu, do các người tự sinh tự diệt, bao trọng. Từ Nhất Nặc nhìn cánh cửa phòng giam khép lại xong mới kéo Hạ Diệp Trầm lên. Cô vỗ vỗ vai bạn mình, cố tạo bầu không khí vui vẻ. Tiểu Trầm Trầm, cười lên nào. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để có thể đối mặt với phiên xét xử tiếp theo. Em quên rồi à? Lương Duật Thành mặc dù không đến đây, nhưng anh ta đã tranh được tư cách là luật sư biện hộ hợp pháp của em. Nếu như anh ta khỏi bệnh, nhất định sẽ không bỏ mặc thân chủ của mình. Hạ Diệp Trầm nắm lấy tay của Từ Nhất Nặc, cho cô ấy một ánh mắt yên tâm. Em biết rồi, công lý không đến với những người như chúng ta, vậy thì chúng ta phải tự mình giành lấy thôi. Cùng lúc đó, Vương Đại Lực tựa lưng vào gốc cây gạo già trong sân, nhìn về khu giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Đêm dần dần sâu, anh rút một điếu thuốc, không hề hút mà chỉ nhìn nó dần tàn. Chúng ta về thôi, một người vỗ vai anh, cùng đứng song song. Vương Đại Lực vẫn không phản ứng, người kia bật cười. Này, anh thực sự cho rằng mình là Vương Đại Lực đó à? Nơi này không còn việc của chúng ta nữa. Việc của anh bị trì hoãn bao nhiêu ngày rồi, anh không biết sao? Lúc này Vương Đại Lực mới vứt điếu thuốc trên tay xuống, dùng mũi giày di di. Bên Lương Giật Thành ra sao rồi? Đang nghiên cứu tài liệu rất nghiêm túc. Ngày mai anh ta sẽ đến tìm Hạ Diệp Trầm thôi. Mấy ngày nay im lặng như vậy, chắc chắn anh ta chỉ muốn làm cho Nhậm Hạ Kiều buông lỏng tâm lý phòng bị. Hy vọng là vậy. Vậy nơi này không có việc của chúng ta nữa rồi. Mong là cô ngốc kia không làm ra mấy trò rốt nát nữa. Vương Đại Lực chau mày, đôi mắt nhuốm phiền muộn. Người đứng bên cạnh cười vang. Tôi lại rất khâm phục cô gái này. Một cô gái dám chạy trốn khỏi ngục, tinh thần này rất đáng biểu dương. Tôi tan ca trước đây, anh cũng về muốn chứ? Được. Đêm càng ngày càng sâu, dưới màn đêm này che giấu không biết bao nhiêu tội ác, lại che giấu biết bao sinh mạng. Hạ Diệp Trầm vẫn trằn trọc trên giường. Cô không biết làm gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu nhẩm đến những ngày mình rời khỏi Đông Bắc. Hình như là tròn 12 năm. Năm nay cô đã 20 tuổi, tương lai mờ mịt. Chị Nhất Nặc, chị có muốn giải oan không? Từ Nhất Nặc cũng chưa ngủ, ậm ừ. Ai nói với em là chị bị oan? Hạ Diệp Trầm lật người, khẳng định chắc chắn. Chị sẽ không vô cớ giết người đâu. Bên kia im lặng một chút, mãi sau mới nghe tiếng nó nhỏ nhí. Giải oan. Tiểu Trầm, dù có ra ngoài, chị cũng chẳng còn gì cả. Chỉ bằng ở trong tù, có cơm ăn áo mặc,
lại hùng bá một phương không cần sợ ai. Hai người đều ôm mối tâm tư riêng, không ai nói chuyện nữa. Hạ Diệp Trầm cũng bắt đầu lim dim. Bỗng nhiên cô người thấy mùi hành nhẹ nhẹ, hoảng hốt vùng dậy. Chị Nhất Nặc, là xăng. Trong phòng tối om, nơi nhà tù tăm tối này không hề có đèn điện, Từ Nhất Nặc cũng đã ngửi thấy, hét lên. Em nằm im đó, đừng đứng dậy, cẩn thận vấp váp ảnh hưởng đến đứa trẻ. Hai người lúc này đều hoảng loạn, nhưng không ai dám để lộ ra mình yếu đuối. Từ Nhất Nặc trở dậy, men theo những viên gạch trong phòng. Chân cô dẫm phải một vũng nước, tạo thành từng tiếng nhép nhép. Xăng đã phủ đầy trên mặt đất, chiếm cứ 1/3 căn phòng, nhưng chỉ chút ít này thôi cũng đủ thiêu chết hai người. Hạ Diệp Trầm nghe thấy giọng Từ Nhất Nặc hơi run run, xen lẫn với những tiếng nức nở. Tiểu Trầm, hôm nay chúng ta nhất định sẽ chết ở đây rồi. Cô nhắm mắt lại, tựa lưng vào tường, biết rằng Nhậm Hạ Kiều sẽ không tha cho mình, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại đến sớm như vậy. Xăng đã tràn vào trong phòng, chỉ mấy chút nữa nơi này sẽ hóa thành một biển lửa. Cô và người bạn vừa quen sẽ giống như mấy con dê tế phẩm chậm rãi chờ đợi cái chết. Chị Nhất Nặc, lên giường đi. Lúc này dù có hô khàn cổ họng cũng không có ai đến giúp hai người, mà đập cửa lại càng vô vọng. Từ Nhất Nặc quay trở lại, hai người ngồi sát vào nhau. Cùng lúc đó lửa bắt đầu bốc lên, lần đầu tiên trong nhà giam có ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng kia lại dùng để đẩy họ vào chỗ chết. Hạ Diệp Trầm nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh, thấy được cô ấy bình thản lạ kỳ. Là em nên lụy chị rồi. Từ Nhất Nặc lắc đầu, trong đôi mắt là ánh lửa đang nhảy múa. Không đâu, thực ra chị cũng mệt mỏi lắm. Lửa càng ngày càng lớn, trong phòng im lặng, ngoài kia cũng lặng im. Không ai biết trong phòng này có hai sinh mạng đang nguy hiểm, hoặc giả có biết họ cũng sẽ làm lơ. Khói xộc vào cổ họng khiến cho Hạ Diệp Trầm ho sặc sụa. Cô không hề lấy gì bịt mũi miệng, chỉ mong không phải chịu sự tra tấn này lâu thêm. Mà Từ Nhất Nặc cũng không kém gì, hai người nắm lấy tay nhau. Kiếp sau chúng ta làm chị em nhé. Ừ, ngủ đi, tỉnh lại rồi chúng ta sẽ làm chị em. Hạ Diệp Trầm dần khép mí mắt. Cô không hối hận gì cả, chỉ tiếc cho đứa con chưa được chào đời, chỉ tiếc rằng chưa được về Đông Bắc quỳ dưới mộ của mẹ mình một lần cuối cùng. Cũng chưa kịp nói lời xin lỗi với A Nhiễm, với An Nặc, sự bình thản của Từ Nhất Nặc bị đánh tan. Cô ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Hạ Diệp Trầm, khóc nức lên từng hồi. Diệp Trầm, Tiểu Trầm. Tiếng hét của cô vang lên vô vọng, chỉ đổi lại được sự im lặng vĩnh hằng và tiếng lửa bùng lên trong đêm đen. Diệp Trầm. Dầm. Ngay lúc Từ Nhất Nặc tuyệt vọng nhất, cánh cửa nhà giam bật mở. Một người đàn ông mặc áo quản ngục đứng trước cửa. Anh ta cởi đi áo ngoài trên người mình, không nghĩ ngợi gì mà lao vào ngọn lửa đang cháy. Đám cháy được cung cấp thêm không khí, càng bùng lên dữ dội. Động tác của người đàn ông rất dứt khoát, vừa lấy áo quạt lửa, vừa xông vào trong phòng. Từ Nhất Nặc lay lay Hạ Diệp Trầm, lại lên tiếng cầu cứu. Cứu chúng tôi với. Lửa đã lan ra giữa căn phòng rồi. Khi người đàn ông vào đến giường của hai người, quần của anh ta cũng bốc cháy. Từ Nhất Nặc vội tung cho anh ta chiếc chăn để ụp vào chỗ lửa kia. Đưa cô ấy đây. Lúc này Từ Nhất Nặc mới nhìn rõ mặt người đến. Anh ta chẳng phải là Vương Đại Lực, người đã bắt Hạ Diệp Trầm trở về sao? Vương Đại Lực trao mày, cướp lấy Hạ Diệp Trầm, sau đó không nói lời nào bỏ ra ngoài. Từ Nhất Nặc biết lúc này không phải lúc nói chuyện, cầm theo chăn lăng xăng đi đằng trước, giúp hai người chắn lửa. Cô biết người đàn ông này không đến để cứu mình, nếu như không tỏ ra hữu ích sẽ bị vứt bỏ lại. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn phòng kia. Xung quanh vẫn im ắng, mọi người đều đang cố ý quên căn phòng này đi. Vương Đại Lực ra lệnh, mang hai người kia ném vào ngọn lửa đi. Từ Nhất Nặc lúc này mới nhìn thấy hai người mặc áo cảnh sát đang nằm trong góc. Chân cô run lên nhưng không dám phản kháng, lần lượt kéo hai người ném vào ngọn lửa đang bùng cháy, sau đó còn cẩn thận khóa cửa lại. Đến lúc làm xong, Vương Đại Lực đã đi cách một đoạn xa. Cô mau chóng chạy theo, vòng qua mấy lối tắt, đến cánh rừng mà Hạ Diệp Trầm thường bỏ trốn. Người đàn ông ngồi xuống, ôm lấy Hạ Diệp Trầm, lay lay. Hạ Diệp Trầm, tỉnh lại. Tất nhiên cô không phản ứng. Từ Nhất Nặc đứng bên cạnh không dám mở lời, nhưng hai mắt đã đỏ lên. Vương Đại Lực lay một lúc không thấy người tỉnh,
vòng tay qua trước ngực của người phụ nữ, ép mạnh lồng ngực, sau đó lại cúi người xuống hô hấp nhân tạo. Cuối cùng Hạ Nhược Trầm cũng lấy lại hơi thở nhẹ nhẹ, tay cô đang buông thõng lại hơi cử động, nắm lấy tay áo trong của Vương Đại Lực. Mẹ, mẹ ơi, cô nhỏ giọng gọi. Sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi, anh nhìn chằm chằm vào Từ Nhất Nặc, giọng tàn nhẫn và lạnh lẽo. Người cứu hai người hôm nay là Lương Duật Thành, nhớ lấy. Từ Nhất Nặc sợ rúng người vì đôi mắt kia. Cô biết nếu mình nói không phải, nhất định sẽ bị giết chết để bịt đầu mối. Tôi đã rõ. Vương Đại Lực không phản ứng với lời của cô. Anh ta im lặng nhìn Hạ Diệp Trầm thật sâu, sau đó thở dài. Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Nói đoạn, anh ra hiệu cho Từ Nhất Nặc đang đứng ngơ ngẩn đón lấy cô, còn bản thân đứng dậy đi vào khoảng rừng tối mịt. Hạ Diệp Trầm nằm mơ. Trong giấc mơ đó, cô gặp lại một người bạn duy nhất mà mình có những ngày lang thang trên đường phố. Người bạn đó hơn cô 3 tuổi, nhưng do con trai lớn chậm, cũng chẳng cao hơn cô bao nhiêu. Cậu ấy xuất hiện dưới gầm cầu của Hạ Diệp Trầm như một cư dân bất hợp pháp nằm co ro một góc. Đẹp trai quá. Đó là những gì mà cô nghĩ lúc đó. Cô vốn sợ lạnh nên nửa đêm lại len lén đến bên cạnh cậu bé, muốn cùng ôm nhau ngủ cho ấm. Nhưng cậu ấy lại rất kháng cự hơi ấm, ngay cả trong mơ cũng muốn đẩy người khác ra thật xa. Hạ Diệp Trầm cáu giận, có người đang mê sàng một cái thật đau. Muốn tỏ thái độ gì? Đây là nhà của bà muốn làm thế nào thì làm, có dám chống cự? Cậu bé tỉnh dậy, đôi mắt nhìn Hạ Diệp Trầm chằm chằm. Cô bé hoảng sợ buông tay. Cút. Đây là câu nói đầu tiên mà người bạn kia nói với cô. Hạ Diệp Trầm chỉ ngẩn ngơ trong phút chốc, sau đó lại bị chọc cười. Cô bé xông đến đánh cho cậu bé kia một trận tới tấp, vừa đánh vừa lớn tiếng. Dám ra oai với bà, đã ở nhờ còn dám ra oai với bà. Trận đấu đó cô toàn thắng. Sau đó muốn ôm, muốn ngủ cùng, cậu bé kia đều không có cách nào phản đối nữa. Nhưng hai người chỉ ở cùng nhau đúng 5 ngày. Diệp Trầm, tỉnh dậy đi em. Tiếng của Từ Nhất Nặc vang lên, khiến cho Hạ Diệp Trầm bừng tỉnh. Tiếng động cơ nhẹ nhàng êm ái, tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường. Cô sờ soạng người Từ Nhất Nặc vẫn chưa hoàn hồn. Chúng ta chưa chết. Chưa chết. Chỉ đã mở được cửa đưa chúng ta thoát ra ngoài, sau đó lại gặp anh Duật Thành đến cứu. Giờ trợ lý của anh ấy đang đưa chúng ta rời khỏi Thiên Tân. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới nhìn xung quanh. Cô đang ngồi trên xe, khung cảnh bên ngoài rất khác lạ. Từ Nhất Nặc bổ sung. Em hôn mê 2 ngày, bác sĩ nói không sao. Lương Duật Thành mới cho xe xuất phát. Chúng ta đi được 2 tiếng rồi. Vậy nhà giam thì sao? Chị đánh nhau với mấy người đến phóng hỏa, họ không may ngã vào đống lửa chết cháy thành tro rồi. Những người khác đều nghĩ rằng đó là chúng ta, do đó là những kẻ được thuê, không phải quản ngục, nên không ai nghĩ là người đã bị thay thế. Hạ Diệp Trầm vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ. Lúc này người lái xe cũng là trợ lý Trương Bội Quân mới lên tiếng. Cô Diệp Trầm, chúng tôi vốn có chứng cứ chứng minh vụ án oan của cô rồi, nhưng lại bị lấy cắp mất. Người cung cấp bằng chứng không liên lạc được, mà nhà họ Dụ như hổ báo rình mồi. Cậu chủ nhà chúng tôi mới sai tôi đưa cô ra khỏi đây, giữ mạng trước rồi mới lo đòi lại công bằng. Dù gì bây giờ ai cũng nghĩ hai người đã chết. Hạ Diệp Trầm gật đầu thành tâm cảm tạ. Cho tôi gửi lời đến cậu chủ của anh, nhưng tạm thời chúng tôi không muốn kêu oan nữa. Cô có thai, không thể nào tiếp tục liều mạng như trước nữa. Trợ lý Trương lắc đầu. Cô không cần gửi lời qua tôi. Mấy ngày nữa cậu chủ cũng sẽ đến Hàng Châu, đến lúc đó cô cảm ơn sau cũng không muộn. Còn chuyện kia cũng tự mình nói với cậu ấy đi. Mất thêm 2 tiếng lái xe đường dài nữa, xe mới đến Hàng Châu. Trợ lý Trương dẫn hai người đến một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố. Nơi này dân cư không đông đúc mấy, các nhà cũng cách nhau rất xa. Sợ cô không hiểu, anh ta còn cố ý nói thêm. Nơi ẩn cư tốt nhất là nơi phố thị. Thế lực của nhà họ Trầm Dụ Nhậm còn chưa đủ sức chạm đến miền Nam. Hơn nữa Trầm Thế Sơn cũng ghét Hàng Châu vô cùng. Tạm thời thì các cô sẽ an toàn. Trong lòng Từ Nhất Nặc và Hạ Diệp Trầm có thắc mắc, nhưng nghe câu này cũng thấy yên lòng. Trầm Thế Sơn coi nơi này là minh chứng cho thân phận đê tiện của mình, nên sẽ không bao giờ trở lại đây. Mà họ Dụ cũng không muốn đầu tư vào đây. Chút tiền của Dụ Sơn Nguyên không thể nào đấu lại với thế lực của họ Lục đứng đầu vùng đất này.
Hạ Diệp Trầm đã nghe Dụ Sơ Thần nói về Lục Lưu Niên, một con rồng ở Hàng Châu, rất nhiều lần. Trợ lý Trương dặn dò vài câu, sau đó lên xe trở về Thiên Tân. Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người. Hạ Diệp Trầm nhìn ra những giàn hoa giấy chưa trổ bông, trầm giọng: "Chị Nhất Nặc, người cứu em là Lương Duật Thành thật không?" "Thật." Hạ Diệp Trầm gật đầu rồi bỏ vào trong nhà, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bàn tay mình. Sao cô có cảm giác như mây mờ đang che mắt, thật thật giả giả, không có cách nào phán định. Nghệ thuật của ẩm thực là gì? Là tấm lòng. Người có lòng với bữa cơm mình nấu sẽ cho ra một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực thực thụ, ít nhất là ở mặt tình cảm. Đám người cười ầm lên. Cô Diệp, có nhiều bà nội trợ dùng cả tấm lòng mình nấu ăn cho chồng, vậy mà có nấu được ngon đâu. Nấu ăn vẫn phải xem xét đến tài nghệ, công thức, óc thẩm mỹ, chứ dựa vào tấm lòng làm sao mà ngon. Diệp Thư Vân cũng nhàn miệng cười. Vậy các bạn là ông chồng kia, nếu muốn gia đình hòa thuận, các bạn có chê bữa cơm mà vợ mình nấu không? Mấy người khác im lặng. Diệp Thư Vân biết rằng đã đến lúc, cô liền bổ sung thêm. Cho nên mới nói nghệ thuật ẩm thực thực sự không có ngon hay không ngon, mà là hòa hợp hay không hòa hợp. Khẩu vị của mọi người khác nhau, nếu như không có tâm tình hiểu khẩu vị của thực khách thì làm sao có thể đạt đến độ hòa hợp. Sự hòa hợp trong ẩm thực cũng cần có sự hòa hợp giữa đầu bếp và người thưởng thức nữa. Diệp Thư Vân vừa nói xong, chuông báo tan học cũng reo vang. Cô đứng nghiêm, cúi chào. Các bạn học viên thân mến, buổi học đến đây là kết thúc, chúc các bạn thành công. Diệp Thư Vân 5 năm trước chính là Hạ Diệp Trầm. 5 năm sống ở Hàng Châu, cô tình cờ gặp một vị đầu bếp già, Diệp Nhã. Bà có một đứa con gái tên Diệp Thư Vân, cũng là thân phận của cô bây giờ. Mẹ Nhã đã già lắm rồi, không xuống bếp được nữa, nhưng những kiến thức về nghề đầu bếp vẫn còn rất phong phú. Vừa hay Hạ Diệp Trầm có duyên gặp mặt, cứu bà khỏi một vụ tai nạn giao thông. Từ đó cô trở thành con gái nuôi của bà, cũng học tay nghề từ bà để kiếm sống. Hạ Diệp Trầm rất có thiên phú về nấu ăn, chẳng mấy chốc đã trở thành đầu bếp giỏi. Cô ban ngày mở lớp dạy nấu ăn, tối đến lại đi làm đầu bếp cho nhà hàng, tiền lương cũng được khá khá. Nhìn số dư tài khoản của mình, cười buồn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiền duy trì cuộc sống, tiền cho mẹ Nhã khám bệnh. Mấy năm nay mẹ Nhã càng ngày càng yếu, bà đã truyền thụ tất cả kinh nghiệm của mình cho cô. Bản thân Hạ Diệp Trầm cũng coi bà vừa là thầy vừa là mẹ, cô không thể bỏ mặc mẹ của mình như vậy được. Tiền dù kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Điện thoại chợt đổ chuông, Hạ Diệp Trầm nhíu mày lại, ấn nghe máy, là Từ Nhất Nặc gọi đến. Diệp Trầm, em ở đâu? A Trần mất tích rồi. A Trần. Hạ Diệp Trầm không kịp phản ứng lại, chỉ có thể lặp lại cái tên. Từ Nhất Nặc giọng run run, A Trần thực sự mất tích rồi. Cô giáo nói thằng bé đi chơi cùng với bạn ngoài sân, nhưng mà chỉ chớp mắt đã không thấy đâu cả. Nhà trường đã tìm khắp nơi mà không thấy. Điện thoại của em tắt máy nên họ mới gọi cho chị. Hạ Diệp Trầm thấy trời đất giống như đang sập xuống. Ngạn Trần, con của cô, mới sáng nó đi học còn ôm lấy mẹ mà hôn tạm biệt, giờ chỉ qua mấy tiếng đồng hồ người ta lại báo rằng thằng bé mất tích rồi. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh. Chị đợi chút, em sẽ đến đó liền. Hạ Diệp Trầm bắt taxi đến thẳng trường học. Cảnh sát đã có mặt trong trường, họ đang lấy lời khai của thầy cô giáo trong trường. Đứng bên ngoài phòng còn có một cặp vợ chồng trẻ, có lẽ là cha mẹ của đứa bé bị mất tích cùng với Diệp Ngạn Trần. Phụ huynh nhìn nhau, hốc mắt đỏ bừng. Trên đường đến trường, Hạ Diệp Trầm chỉ thầm cầu nguyện đây là một giấc mơ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Giày của Diệp Ngạn Trần vẫn còn ở đây, mà thằng bé không chảy ào ra xa vào lòng cô nữa. Mẹ, anh Ngạn Trần mất tích rồi. Hạ Diệp Trầm nén lau nước mắt, quay đầu theo hướng nơi tiếng khóc phát ra. Từ Nhất Nặc đang nắm tay một đứa bé gái, con bé khóc thút thít, nước mắt tèm nhem đầy mặt. Năm ấy rời khỏi Thiên Tân, cô sinh được một cặp song sinh, anh là Diệp Ngạn Trần, đứa nhỏ trước mặt là em gái Diệp Vấn. Diệp Vấn học cùng lớp với anh, nghe tin anh mình bị mất tích, khóc hết nước mắt từ sớm. Hạ Diệp Trầm đau lòng, nhưng ngay cả bản thân cô cũng đang rối bời, không biết làm sao có thể dỗ được con bé. Diệp Vấn rất thương anh mình, còn hơn cả thương bản thân cô bé nữa. Cổ họng nghẹn nghẹn, Hạ Diệp Trầm chỉ có thể vỗ lên vai Diệp Vấn an ủi. Không sao, chú cảnh sát sẽ tìm anh con về sớm thôi mà. Lời cung của các cô giáo trong trường đã lấy xong, Hạ Diệp Trầm và đôi vợ chồng trẻ kia được gọi vào. Người chồng họ Lâm
là giám đốc của một doanh nghiệp nhỏ. Viên cảnh sát cũng không nhiều lời, hỏi thẳng hai người có thù án gì với ai không. Giám đốc Lâm bình thản trả lời, nhưng không khó nhận ra anh ta cũng chỉ đang giả vờ trấn tĩnh mà thôi. Không có, gia đình nhà chúng tôi xưa nay sống rất khiêm tốn, có đắc tội với người cũng không đến mức phải khiến người ta ôm hận bắt cóc như vậy. Vậy còn cô thì sao? Câu hỏi này được ném cho Hạ Diệp Trầm. Hạ Diệp Trầm có rất nhiều kẻ thù, nhưng họ đều không biết cô còn sống, mà Diệp Thư Vân chắc chắn cũng không đắc tội với ai. Cô lắc đầu. Không có, tôi không có giao tiếp với bên ngoài, hàng xóm cũng không qua lại. Viên cảnh sát hỏi thêm vài câu nữa, cuối cùng cũng kết luận đây là một vụ bắt cóc tống tiền hoặc là đường dây mua bán trẻ em. Họ sẽ cử người đi điều tra, cũng yêu cầu người nhà trở về đợi điện thoại của kẻ bắt cóc. Lần nữa từ phòng khai đi ra, Hạ Diệp Trầm đã không chống đỡ được nữa. Cô phải viện tường mà đi, trong lòng thầm nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng ý chí gần như sụp đổ rồi. Cô nhắc vạn lần cũng không có cách nào lấn áp nỗi sợ hãi được. Từ Nhất Nặc nắm lấy tay cô. Chúng ta đi quanh đây hỏi xem, biết đâu sẽ có được manh mối. Chị đã đưa A Vấn về với mẹ Nhã rồi. Hạ Diệp Trầm gật đầu. Đến mức này cô chưa có thể làm được điều gì hay điều đó. Trời dần dần tối, Diệp Ngạn Trần cũng đã mất tích được mấy tiếng đồng hồ rồi. Hai người cùng đi các khu lân cận, gặp ai cũng hỏi có thấy người nào khả nghi không, nhưng tin tức về hai đứa trẻ cứ như mò kim đáy bể. Cứ mỗi giây trôi qua, lòng người càng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ, Tiểu Trần cũng vừa mới tỉnh dậy. Cậu bé tò mò nhìn quanh, thấy được mấy bạn nhỏ cũng bị bắt vào đây. Ninh Ninh, cậu tỉnh dậy đi. Cậu bé lay lay người cô bé nằm cạnh mình. Đây là con gái của tổng giám đốc Lâm, Ninh Ninh. Ninh Ninh bị lay cũng tỉnh lại, vừa dậy đã chuẩn bị khóc toáng lên. Trật tự, em đừng khóc, để bọn chúng biết chúng ta tỉnh lại thì làm thế nào bây giờ? Tiểu Trần vội vã bịt miệng cô bé lại, ngăn lại tiếng khóc kinh thiên động địa kia. Mặt mũi Ninh Ninh đầy nước mắt, nhưng không khóc ra tiếng nữa. Cô bé biết anh trai này vì muốn cứu mình nên mới bị bắt vào đây. Anh trai là người tốt, sẽ không hại cô bé. Bên ngoài có tiếng nói lao xao, tính ra khoảng 4-5 người. Lần này chúng ta phát tài rồi, toàn là những đứa nhóc kháu khỉnh, nhất là cái thằng nhóc bỏ xanh kia kìa, đáng yêu vô cùng. Nếu tao là mấy bà hiếm muộn cũng sẽ vung tiền ra mà mua. Người khác cười khà khà. Lúc đầu tao chỉ nhìn con bé Ninh Ninh kia thôi, ai ngờ đến thằng nhóc đó lại tự đâm đầu vào lưới chứ. Mới có chút tuổi mà đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu Trần cúi xuống nhìn lại quần áo của mình, lại nhìn Ninh Ninh bên cạnh. Mấy tên kia đang nói đến cậu không sai. Cô Nhất Nặc vẫn luôn cảnh báo rằng thành phố này có rất nhiều tên bắt cóc, đây lại là lần đầu tiên cậu bé được đối mặt rồi. Cuộc chiến lần này rất đáng mong chờ. Tạm thời đừng khóc, em cần giả bộ ngây thơ, càng ngây thơ càng tốt, để cho bọn chúng tin chúng ta ngốc nghếch mới có thể thoát ra khỏi đây được, nhớ chưa? Diệp Ngạn Trần thấy giọng nói mấy tên bắt cóc càng ngày càng gần hơn, nghiêm túc nói cùng bé gái. Ninh Ninh gật đầu. Có hai đứa tỉnh rồi này. Một tên bấm khuyên mũi bước vào, nhìn thấy hai đứa trẻ đang tỉnh táo thì rất ngạc nhiên. Ánh mắt Diệp Ngạn Trần mơ mơ màng màng. Chú cháu mình đang chơi trò trốn tìm à? Cái gì? Bấm khuyên mũi ngạc nhiên. Không phải trò trốn tìm ạ. Diệp Ngạn Trần ngây thơ hỏi lại. Tên kia vội trả lời. Phải, chúng ta đang chơi trò trốn tìm, cháu thấy vui không? Thật tốt quá. Cái thằng ngốc này, vốn còn đang nghĩ làm thế nào để dỗ dành mấy đứa nhóc, nào ngờ nó đã dọn sẵn đường cho mình chứ. Tên bắt cóc thầm nghĩ. Ninh Ninh nhớ đến lời của anh trai, cũng kêu lên khe khẽ. Trò này có vui không? Vui, vui lắm. Diệp Trần giả vờ thích thú. Đám bắt cóc nhìn nhau, trao nhau mấy ánh mắt mờ ám. Đúng là trời giúp, bọn chúng còn đang nghĩ cách làm thế nào có thể đưa đứa nhỏ này đi. Giờ không phải chính mấy đứa này muốn chui đầu vào đường chết sao? Gã sò khuyên cúi người xuống, véo véo cái má của Diệp Ngạn Trần. Vậy chú đưa con đi chơi, có được không? Cậu bé gật đầu. Dạ. Sau đó lại lắc đầu. Không. Nghĩa là sao? Diệp Ngạn Trần túm lấy Ninh Ninh bên cạnh. Cháu muốn đi cùng em ấy. Em ấy là em gái của cháu, cháu không muốn bỏ em ấy lại một mình đâu. Cái này... Gã sầu khuyên mũi khó xử. Kệ nó, đưa theo đi, biết đâu có thu hoạch.
Nếu không được thì đưa nó về là được chứ gì. Hơn nữa lại bán được đứa nữa chưa biết chừng. Diệp Ngạn Trần nghe những kẻ bắt cóc thản nhiên bàn về việc bán mình đi đâu, tay nắm thật chặt. Cậu bé dù trưởng thành sớm nhưng vẫn là trẻ con, vẫn biết sợ hãi. Sau mấy cuộc nói chuyện, Diệp Ngạn Trần cũng đã nắm được cơ bản. Đám bắt cóc có 5 người, tên cầm đầu là Trương Phong, cùng 4 đàn em đều là người nội tình. Nơi bọn chúng muốn đưa theo cậu và Ninh Ninh đến chính là Truy Mộng Lâu. Mày nhíu thật chặt, Diệp Ngạn Trần nhớ đến cái tên Truy Mộng Lâu này. Chỉ nhớ đến nơi đó có ánh sáng rất rực rỡ, nhưng đám bắt cóc kia lại rất rõ ràng. Mấy năm trước, nơi đây là biểu tượng ăn chơi của thành phố, nhưng sau khi chủ nhân cũ của Truy Mộng Lâu qua đời, nó lại trở thành một quán ăn nổi tiếng ở Hàng Châu. Chủ nhân đứng tên là một người họ Tạ. Trương Phong có dáng vẻ nhã nhặn lịch sự của tầng lớp trí thức nhất trong đám bắt cóc. Đúng 6 giờ tối, hắn mặc tây trang, tay dắt theo hai đứa trẻ đến Truy Mộng Lâu. Trong quán ăn đã lên đèn, ngôi nhà bằng gỗ có 5 tầng lầu, xa hoa tráng lệ. Chú dẫn các con đi gặp một bác gái rất xinh đẹp. Các con nhớ là phải nói chuyện ngoan ngoãn đáng yêu đấy nhá. Trương Phong ngồi xuống chỉnh lại áo cho Diệp Ngạn Trần và Ninh Ninh, dặn dò. Cả hai đứa đều gật đầu. Chúng con đều rất ngoan mà. Lúc bấy giờ Trương Phong mới yên tâm, dắt theo hai đứa trẻ lên tầng. Nơi gặp mặt là một phòng VIP trên tầng 3. Sao lại có cả hai đứa nhóc đến đây? Một người phụ nữ quý phái nhưng hơi khắc nghiệt lên tiếng. Bà ta tầm ngoài 40. Trương Phong đẩy Diệp Ngạn Trần lên trước. Vốn dĩ chỉ có đứa trẻ này, nhưng mà chúng là anh em, không xa được nhau. Bà chắc xem. Bà chắc nhìn cậu bé 4-5 tuổi một chút, nét cay nghiệt tan đi, còn lại toàn bộ đều là sự dịu dàng. Bà ta hỏi nhỏ. Con tên gì? Trầm Mặc ạ. Cậu bé nói đại một cái tên, còn chẳng biết nó có nghĩa gì không. Bà chắc cau mày. Họ Trầm à? Diệp Ngạn Trần cố gắng để bản thân không đảo mắt, tươi cười. Con là Trầm Mặc, còn đây là em họ con, Diệp Vân. Họ Trầm lạ lắm sao ạ? Bà chắc nhìn đi nhìn lại, lắc đầu. Không lạ lắm. Cũng phải, người nhà ở Trầm làm sao có thể xuất hiện ở phương Nam này được. Diệp Ngạn Trần vẫn tỏ ra ngây thơ, kéo tay Ninh Ninh đứng trước khay bánh kẹo tràn đầy màu sắc nhìn chằm chằm, nhưng ngoan ngoãn không với tay lấy cái nào. Bà chắc càng nhìn càng hài lòng. Đúng là những đứa trẻ ngoan. Ông trời khiến cho bà không có con, nhưng lại đền bù bà bằng những đứa trẻ đáng yêu này. Các con lấy ăn đi, đừng có ngại. Ta cũng giống như mẹ các con đó, sau này sẽ yêu thương các con thật tốt. Vậy cảm ơn mẹ Trác rồi. Diệp Ngạn Trần lấy một chiếc bánh, ánh mắt tỏa sáng. Cả người bà Trác trở nên buồn rủn. Con gọi ta là gì cơ? Mẹ Trác ạ. Tốt, tốt lắm. Bà ta chờ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có một người gọi mình là mẹ. Nhưng Diệp Ngạn Trần đã tức gần chết. Bà ta dám cho người bắt cóc cậu, còn dám nhận là mẹ của cậu nữa. Trên đời này làm gì có ai có thể thay thế được mẹ cơ chứ. Nghĩ như vậy, bà Trác lại quay sang nhìn Trương Phong. Hai đứa trẻ này rất tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu. Bây giờ cậu về luôn không tốt, dễ bị người ta nghi ngờ. Ở lại dùng bữa đã. Trương Phong không kiên nhẫn mấy. Đã biết như vậy, chỉ còn hẹn nơi phố thị ồn ào này. Người phụ nữ bật cười. Nơi ẩn náu tốt nhất là nơi phố thị không phải sao? Hơn nữa ai đã đến Truy Mộng Lâu đều phải tuân theo quy luật bất thành văn là câm miệng. Những người đến đây còn kín tiếng hơn người chết nữa kia mà. Dù sao tôi cũng có linh cảm không tốt lắm. Phục vụ bàn chuyển đồ ăn vào trong phòng. Diệp Ngạn Trần kéo Ninh Ninh vờn quanh xe đẩy. Thơm quá. Bà Trác ngồi bên bàn ăn bật cười khanh khách. Lại đây mấy đứa, chúng ta dùng bữa nào. Diệp Ngạn Trần gật thật mạnh, sau đó ngáng chân. Phục vụ bàn bị mất đà, đẩy xe đồ ăn về phía bàn ăn. Bản thân cậu bé không kịp nhìn đằng sau, kéo theo Ninh Ninh chạy vội ra ngoài. Hai đứa trẻ chạy một mạch, Trung Phong mãi về sau mới phản ứng kịp, vội chạy theo. Chết tiệt, tao bẻ gãy chân chúng mày. Lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bị lừa thảm hại như vậy, hơn nữa lại bị hai trẻ danh lừa gạt. Diệp Ngạn Trần chạy một mạch, vừa chạy vừa kêu lên. Có người bắt cóc, ai cứu chúng cháu với? Có người xấu. Nhưng những người xung quanh chỉ liếc nhìn cậu bé một cái, không hề quan tâm. Diệp Ngạn Trần có chút khôn vặt, nhưng không sao hiểu được sự ác nghiệt của thế giới này. Nơi này là Truy Mộng Lâu, là một thế giới nằm ngoài Hàng Châu.
nơi ai đến cũng phải ngầm cam kết không xen vào chuyện của người khác, cho dù cậu có kêu đến mấy cũng vô dụng. Ninh Ninh khóc thút thít. Anh Ngạn Trần, làm thế nào bây giờ? Cô bé có thể nghe thấy tiếng Trương Phong đang gọi một cách chậm rãi ở phía sau. Diệp Ngạn Trần cũng đang sợ hãi đến phát khóc. Cậu bé mím môi, tông thẳng vào một người vừa mới đẩy cửa tiến vào. Bố ơi, cuối cùng bố cũng đến đón con rồi. Có người muốn bắt cóc con và Ninh Ninh. Bố. Người đàn ông nhìn cục bột nhỏ đang ôm chân mình, đôi mày cau lại thật chặt. Người bên cạnh cũng trố mắt ra, cười ha hả. Anh Niên, anh có con từ bao giờ đó? Hơn nữa lại còn là một cặp. Trác phu nhân cùng Trương Phong đồng loạt đuổi tới. Trầm Mặc, con làm cái gì vậy? Lại đây với mẹ Trác nào. Không phải chúng ta vừa nói chuyện rất vui vẻ sao? Diệp Ngạn Trần lắc đầu, quấn quanh chân người đàn ông kia. Bố, rõ ràng bố là bố của con mà, tại sao họ lại nói sau này con không được gặp bố mẹ nữa? Bố hờ mới nhận của Diệp Ngạn Trần đau đầu nhìn cậu bé, sau đó lạnh mặt với đám người Trương Phong. Các vị, tôi cũng vừa hay họ Trầm. Trác phu nhân cùng Trương Phong hoảng sợ nhìn nhau, mãi sau mới lấy lại được bình tĩnh. Đừng có nói đùa, nó là con trai của tôi. Nếu như anh biết đây là Truy Mộng Lâu, vậy thì không cần thiết xen vào chuyện của người khác. Người đàn ông híp mắt lại đánh giá hai người, lại ân cần bế Diệp Ngạn Trần lên tay. Sao nào, nhìn chúng tôi không giống nhau à? Trác phu nhân hít sâu một hơi. Lúc này bà ta mới nhìn kỹ mặt của người đàn ông. Một người gần 30 tuổi, ánh mắt sắc bén, gương mặt cương nghị, từ cốt cách toát ra khí chất khiến người ta không thể nào khinh nhờn. Nhưng quan trọng hơn, nếu như so sánh với khuôn mặt của Diệp Ngạn Trần, không mấy ai có thể nghi ngờ rằng họ không phải cốt nhục. Giống, quá giống. Nhất là đôi mắt linh động có thần, có khả năng đánh sâu vào linh hồn người khác. Ngay cả Diệp Ngạn Trần cũng trợn tròn mắt, vô tình túm được người bố. Thế nào lại có mấy phần giống mình như vậy? Cái đầu của cậu bé mới 5 tuổi không ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Cậu bé lại nhìn sang người đi cùng bố mình, thấy ông ta cũng đang ngạc nhiên. Anh Niên, thật không ngờ đấy. Giống thế này còn nghi ngờ gì nữa chứ? Nét nghi hoặc xẹt qua trong mắt của người đàn ông đang ôm Diệp Ngạn Trần. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại được sự lạnh lẽo vốn có, chất vấn đám người Trung Phong. Muốn bắt cóc con trai của tôi, các người cũng ngại sống lâu quá nhỉ? Trung Phong bị ánh mắt lạnh băng dọa sợ, lùi về phía sau. Chuyện này đều là hiểu lầm thôi. Cậu bé đi lạc nên chúng tôi mới giúp nó đi tìm người thân. Nếu như anh là người thân của cậu bé, vậy trông chừng nó tốt một chút. Nói đoạn muốn túm Trác phu nhân rời khỏi. Bà ta không chịu. Cậu làm sao có thể? Đứa trẻ đó. Cầm miệng. Nếu như muốn sống, vậy thì đi theo tôi. Trương Phong gằn lên, vẫn không quên dè chừng người đàn ông. Người khác không biết, nhưng hắn có thể nhìn thấy trên tay người đàn ông kia đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc. Chiếc nhẫn này chính là biểu tượng của Truy Mộng Lâu. Diệp Ngạn Trần nhìn thấy Trương Phong đã mang theo Trác phu nhân rời đi, mới rón rén giật giật vạt áo của người đàn ông đang ôm mình. Chú, tôi họ Tạ. Tạ Niên. Diệp Ngạn Trần thấy giọng Tạ Niên không mấy vui vẻ, cười lấy lòng. Chú Niên. Một câu chú Niên, hai câu chú Niên, cùng với khuôn mặt ngây thơ tựa giống mình, lòng người đàn ông trở nên mềm nhũn. Lúc nãy không phải còn rất hùng hồn gọi bố sao? Diệp Ngạn Trần khóc thút thít. Con với em gái bị bắt cóc, bọn chú muốn bán con đi. Con biết chú là người tốt nên mới làm điều gọi chú giúp đỡ. Tạ Niên bật cười. Không sợ chú bán đứng con à? Lần này Diệp Ngạn Trần dứt khoát lắc đầu. Không, chú là người tốt. Tốt thế nào? Tạ Niên sinh ra hứng thú, hỏi vặn lại. Diệp Ngạn Trần cắn cắn môi, mãi về sau mới nặn ra một câu. Tốt thứ ba trên đời này. Trên đời này mẹ là tốt nhất, sau đó là chú Lương Duật Thành, cuối cùng là chú Niên. Tạ Niên vỗ nhẹ lên lưng cậu bé, bất giác im lặng. Người tốt à? Trên đời này chưa từng có ai dám nói anh là người tốt. Nếu có, chắc chắn là kẻ chưa từng thấy anh làm việc ác bao giờ. Cùng lúc đó, Hạ Diệp Trầm gần như phát điên. Suốt một ngày trời, cô cùng Từ Nhất Nặc cầm theo tấm ảnh của Diệp Ngạn Trần khắp nơi để hỏi thăm, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy bất cứ tin tức nào. Ngay cả Diệp Vấn cũng đòi đi cùng. Con bé mệt lả cả người nhưng vẫn kiên cường giục mẹ mình đi tiếp. Lúc Lương Duật Thành tìm đến cũng là lúc Hạ Diệp Trầm tuyệt vọng ngồi phè xuống đất,
khóc nức lên như một đứa trẻ. Suốt hơn 5 năm qua, anh chưa từng thấy cô khóc như vậy bao giờ. Diệp Trầm, đừng sợ hãi, chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé nhanh thôi mà. Hạ Diệp Trầm lắc đầu. Anh không biết đâu, trời trở lạnh rồi, Tiểu Trần sẽ phát bệnh. Nếu như tôi không ở cạnh thằng bé, ai có thể pha nước ấm để cho nó ngâm chân đây? Hơn nữa, những kẻ bắt cóc kia có thể đối xử với nó giống người hay không, chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim người mẹ đã trở nên tê dại. Nhưng vào những lúc như thế này, cô càng không thể gục ngã được. Hạ Diệp Trầm loạng choạng đứng dậy, Lương Duật Thành muốn đưa tay ra đỡ nhưng lại bị cô từ chối. Cảnh sát có tin tức gì mới không? Giọng cô nhàn nhạt. Có một chút tin tức. Nghe nói hôm đó có một chiếc xe khả nghi đi về phía Ninh Ba. Cảnh sát đã cho người điều tra khu vực đó ngay lập tức rồi. Vậy thì... Hạ Diệp Trầm còn chưa nói xong, điện thoại của cô reo lên. Trong thời điểm nhạy cảm này, cô không hề nhìn vào màn hình, lập tức nghe máy. Chào cô. Cô có phải Diệp Thư Vân không? Một giọng nói lạ. Phải, là tôi. Bên kia trả lời. Con trai cô đang ở bệnh viện, còn có một đứa bé gái đang khóc đòi cha mẹ nữa. Cô có thể đến đây và liên hệ với cha mẹ của đứa bé gái đó được không? Bệnh viện Hàng Châu cách nơi này không xa. Hạ Diệp Trầm xông vào trước bàn Lệ Tân, gấp gáp hỏi. Chào cô, trong bệnh viện có cậu bé nào tên là Diệp Ngạn Trần không? Có, phòng 302. Một người đàn ông đã đưa cậu bé đến. Cục đá đè nặng trên ngực được buông xuống. Hạ Diệp Trầm chỉ gật đầu cảm ơn Lệ Tân, sau đó không thèm dùng thang máy mà cứ thế chạy thẳng lên tầng 3. Vừa hay có một người đi xuống theo lối cầu thang bộ, Hạ Diệp Trầm không hề để ý, khiến hai người đâm sầm vào nhau. Cả người mất đà, chân cô bị trượt khỏi bậc thang, cứ tưởng sẽ ngã chết ở đây mất. Nhưng khi cô còn chưa kịp phản ứng, bên eo đã bị một lực kéo mạnh. Sau đó, Hạ Diệp Trầm nằm gọn trong một vòng tay chắc chắn. Xin lỗi anh, tôi... Thấy vòng tay kia không có ý buông ra, cô dè dặt lên tiếng. Cả khuôn mặt cô lúc này đang chôn trong lòng của người đàn ông, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh. Tạ Niên nhìn lên đỉnh đầu cô gái, yết hầu giật giật, cuối cùng buông tay. Cẩn thận một chút. Hạ Diệp Trầm đứng thẳng, cúi đầu một cái thật sâu. Cảm ơn anh, tôi có việc gấp, mong anh thông cảm. Đi đi. Tạ Niên chuyển chân bước xuống trước. Hai người đi lướt qua vai nhau, từ đầu đến cuối cả hai đều chưa nhìn thẳng vào mặt đối phương. Lương Duật Thành và Từ Nhất Nạc hốt hoảng đuổi theo sau. Đợi cả ba người đã đi xa, Tạ Niên mới dừng lại, tựa vào tường cho một điếu thuốc. Anh Niên, đứa trẻ kia giống anh thật đấy. Tạ Niên không kiên nhẫn nhìn người bên cạnh. Giám đốc Trương, tôi không có con. Trương Phàm cười khà khà. Nhưng anh cũng nên đến tuổi có con rồi đúng chứ? Nhìn đứa trẻ kia đáng yêu biết bao nhiêu. Tạ Niên bật cười. Tôi cũng không muốn có con, mang một đứa trẻ đến với thế giới này khiến nó chịu khổ là tội ác lớn nhất của loài người. Trương Phàm thở dài. Kệ anh, cách suy nghĩ của anh khiến người khác thật khó hiểu. Đối với tôi, có vợ, có con, cuộc sống mới mỹ mãn được. Lần này Tạ Niên không trả lời. Anh đưa bàn tay mình ra trước mặt, đầu ngón tay còn vương lại một chút nước đang dần dần khô đi. Anh bất giác bật ra một câu. Cô ấy khóc. Gì? Trương Phàm ngạc nhiên hỏi lại. Không có gì, chỉ là một người thích khóc mà thôi. Mấy hôm nữa tôi trở về Vân Nam. Lúc Hạ Diệp Trầm vào đến phòng bệnh cũng là lúc Diệp Ngạn Trần tỉnh dậy. Cậu bé mở to mắt, giọng nói mơ hồ. Chú Niên đâu? Hạ Diệp Trầm ngăn cho mình khỏi khóc, đặt lên trán cậu bé một nụ hôn trêu chọc. Chú Niên nào? Vừa mới gặp mẹ còn chưa chào hỏi gì mà con đã nhớ đến chú Niên rồi à? Diệp Ngạn Trần cúi đầu tỏ ra đáng thương. Không phải ạ, chú Niên nói khi con tỉnh dậy vẫn sẽ nhìn thấy chú ấy. Chú ấy là người cứu con khỏi mấy tên bắt cóc đó mẹ. Hạ Diệp Trầm nhìn Lương Duật Thành bên cạnh, anh gật đầu. Cảnh sát cũng vừa gọi điện báo, có một người đàn ông đã báo cảnh sát giải cứu toàn bộ đám trẻ bị bắt cóc. Do Ngạn Trần bị ngất nên anh ta cũng đưa thằng bé với Ninh Ninh đến bệnh viện trước. Chỉ có điều người đàn ông đó không hề để lại tên tuổi. Hạ Diệp Trầm nghe xong, trong đầu bất giác nhớ đến người đàn ông va vào mình ở cầu thang bộ. Hai người còn chưa gặp nhau, nhưng cô có cảm giác như từng rất quen thuộc. Diệp Ngạn Trần ủ rũ hồi lâu. Chú ấy nói dối, rõ ràng đã hứa là sẽ đưa con đi chơi mà. Không phải con không thích nói chuyện với người lạ sao?
tại sao lại thân thiết với chú Niên kia như vậy chứ? Hạ Diệp trầm nhướng mày thắc mắc. Diệp Ngạn Trần không nói gì. Mẹ làm sao biết được cơ chứ? Đó là chú Niên, làm sao mà so với người khác được. Nhất định sẽ có ngày cậu phải đưa chú Niên đến trước mặt mẹ, để mẹ xem hai người giống nhau đến mức nào. Đến lúc ấy sợ là mẹ sẽ bị dọa sợ ấy chứ. Diệp Ngạn Trần vừa nghĩ vừa ôm gối cười khúc khích. Hạ Diệp trầm không hiểu gì, giờ khóc giờ cười. Cái thằng bé này ngày thường trầm tính như thế, nhưng gặp chú Niên một cái đã biến thành đứa trẻ hiếu động ngây thơ là thế nào. Diệp Ngạn Trần có tiền sử bệnh hen suyễn, cần ở lại bệnh viện theo dõi 3 ngày. Còn Lương Duật Thành mấy ngày này cũng cần trở lại Thiên Tân. Hạ Diệp trầm không yên tâm nên xin nghỉ dạy để trực tiếp đưa đón Diệp Vấn, cộng với chăm sóc Diệp Ngạn Trần trong bệnh viện. Mẹ, chú Duật Thành tốt lắm, sao mẹ không gả cho chú ấy đi? Đây là lời của Diệp Vấn. Hạ Diệp trầm á khẩu, anh trai nhất định không chịu. Đó là em chưa thấy chú Niên thôi. Chú Thành tốt thật, nhưng không phong độ bằng chú Niên đâu. Hai đứa con đều mong bán mẹ chúng đi nhiều lần. Hạ Diệp trầm cũng đã quen, nhưng bị gán ghép với một người đàn ông còn chưa gặp mặt, cô có chút không thể nào bình tĩnh được. Con đừng có nói bậy, mẹ và chú ý chưa từng quen biết, làm sao có thể bên nhau được. Sau này không thể lặp lại câu đó nữa. Nếu như chú ấy có vợ rồi thì không hay lắm. Diệp Ngạn Trần lắc đầu. Chưa biết trường biết nhau đâu, nhìn con rất giống chú ấy. Cô Diệp, không biết cô có thời gian không? Hạ Diệp trầm còn chưa kịp nghe thấy con mình nói gì, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Cô nhíu mắt, mang hàm ý đánh giá vị khách không mời này. Một người phụ nữ có khí chất cao sang, có lẽ đã lớn tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt. Bà ấy nhìn đăm đăm vào mặt cô bằng ánh mắt rất khó chịu, xen lẫn với đôi chút khinh thường. Xin hỏi, cô lễ phép lên tiếng. Cô là Diệp Thiêu Vân, đúng chứ? Người phụ nữ cắt ngang. Biết người đến có ý không tốt, Hạ Diệp trầm đắp chăn cho Diệp Ngạn Trần đứng dậy. Chào bà, có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói được không? Con của tôi đang bị bệnh. Tôi là Đàm Thư Uyên. Hạ Diệp trầm hít ra một hơi. Ở Thiên Tân được 10 năm, làm sao cô có thể chưa từng nghe qua cái tên này. Biết danh tính của đối phương, Hạ Diệp trầm cũng cẩn thận hơn. Bà Lương, không biết bà đến đây là có chuyện gì? Người trước mặt đúng là phu nhân thứ trưởng Lương, mẹ của Lương Duật Thành. Bà Lương hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng. Bà đặt lên bàn một tấm thẻ. Hạ Diệp trầm lạnh giọng. Không biết phu nhân thứ trưởng có ý gì? Bà Lương càng thêm khinh bỉ, bắn ánh mắt về phía hai đứa trẻ, khiến cho Diệp Vấn hoảng sợ phải trốn ra sau lưng mẹ mình. Có hai đứa con rồi mà vẫn còn bám víu vào nhà giàu. Trong này có số tiền để mẹ con cô sống không thiếu thốn trong 10 năm. Cô Diệp, cô buông tha cho con trai tôi đi được không? Hạ Diệp trầm hơi ngẩn người, sau đó lấy lại giọng điệu bình thản. Chắc phu nhân thứ trưởng hiểu lầm rồi. Tôi và luật sư Lương chỉ đơn giản là bạn bè, không có tình cảm như bà nói. Tôi cũng không có ý định bám víu vào nhà giàu. Lương Duật Thành quả thực chỉ là bạn, hoặc hơn nữa cũng chỉ là ân nhân của cô mà thôi. Bà Lương đập bàn thật mạnh. Cô đừng có giả miệng. Có bạn bè nào có thể làm cho thằng bé suốt ngày đến Hàng Châu mà bỏ cả sự nghiệp của mình không? Diệp Thư Vân, sao cô không hiểu nhỉ? Hai đứa con của cô không xứng để bước vào nhỏ Lương đâu. Đừng có mơ mà tôi nhận chúng là cháu. Dòng máu của nó là dòng máu đê tiện. Im miệng. Hạ Diệp trầm vừa quát lên hai chữ, vừa bịt tai của hai đứa trẻ lại. Cô dám chửi tôi? Bà Lương cả đời đều được người khác tôn trọng, lúc này không biết xử lý ra sao. Hạ Diệp trầm nhìn Diệp Vấn đang chuẩn bị khóc nức lên, ruột gan đã quặn thắt. Hồi nhỏ từng bị mấy đứa trẻ nhỏ hơn quanh đây gọi là con hoang, nên mỗi lần nghe thấy từ này, cô bé sẽ gặp ác mộng mấy ngày liền. Con ngoan, không sao, nhắm mắt vào đi để mẹ đuổi người xấu được không? Nói xong, cô chậm rãi đứng dậy, từng bước hướng về phía Đàm Thư Uyên. Phu nhân thị trường, tôi vẫn luôn ở Hàng Châu, là con trai bà vẫn chạy đến đây. Bà không quản được thì có quyền gì mà chất vấn tôi? Tôi không bảo anh ấy đến, cũng không xin một đồng nào một cắc nào của nhà họ Lương. Nhưng nếu như phu nhân thị trường cứ xúc phạm người khác bằng những lời độc địa như vậy, tôi không ngại biến những lời bà nói thành sự thật đâu. Ánh mắt cô sâu thẳm,
khiến cho người chỉ sống trong an nhàn từ nhỏ như bà Lương không tránh được sự sợ hãi. Phải mấy giây sau, bà ấy mới nói tiếp. Cô không ăn một đồng một cắc của nhà họ Lương đúng không? Tôi cho cô xem. Khi Hạ Diệp Trầm vẫn còn nghi ngờ, bà Lương rút một tập hồ sơ từ trong túi sách của mình ra. Cô nhìn xem, tiền thuê nhà, tiền khám bệnh cho đám con bệnh mẹ già của cô, đồ chơi, thứ nào cũng là con số lớn. Cô còn dám nói rằng không lấy một đồng một cắc nào của nhà họ Lương à? Hạ Diệp Trầm cầm lấy tập hồ sơ kia, trong đó có gần 20 tờ giấy thanh toán viện phí cùng các hóa đơn khác. Con số trên đó cộng lại, đó là số tiền mà cô làm đầu bếp 10 năm cũng không đếm được. Sao nào, câm miệng rồi chứ? Hạ Diệp Trầm nắm chặt tay. Anh ấy còn làm giả giấy thanh toán viện phí. Lương Duật Thành. Bà Lương hất mặt lên tận trời. Cô Diệp, cô tìm ai để bám víu cũng được, nhưng con trai tôi sau này sẽ trở thành chính trị gia, coi như tôi xin cô đó, tha cho nó đi được không? Phu nhân thị trưởng yên tâm, tôi không có ý định gì với luật sư Lương. Số tiền này tôi cũng sẽ trả lại hết. Bà Lương đang mải mê khuyên nhủ, cuối cùng bị nghẹn họng. Tôi không có nói muốn cô trả hết số tiền này. Hạ Diệp Trầm cúi đầu. Tôi không biết viện phí của bệnh viện cao như vậy, cũng không biết là anh ấy đã đóng cho tôi. Sau này Diệp Thư Vân không tham của nhà họ Lương một đồng nào nữa. Sau đó giọng cô lại lạnh thêm. Còn bây giờ mời bà ra khỏi đây, còn tôi còn phải nghỉ ngơi nữa, hoặc tôi sẽ gọi luật sư Lương đến đón bà về. Bà Lương tất nhiên không dám ở lâu. Bà giấu Lương Duật Thành để đến đuổi Hạ Diệp Trầm đi. Nếu như để anh phát hiện, chỉ sợ tình cảm mẹ con sẽ dạn nứt. Mong cô Diệp nhớ mình đã nói gì đấy. Bà Lương đi rồi, Hạ Diệp Trầm mệt mỏi ngồi xuống bàn. Diệp Ngạn Trần dụi đầu vào lòng cô, giọng buồn bã. Nếu con khỏe mạnh thì tốt biết mấy. Đừng nói bậy, con sau này sẽ rất khỏe mạnh, để còn đưa mẹ lên đỉnh Everest nữa. Trầm, bác sĩ Đương gọi điện hỏi rằng mấy ngày nay em đi đâu, tại sao lại không nghe máy của anh ấy? Hai người có chuyện gì vậy? Từ Nhất Nạc vừa mới ngồi xuống đã lên tiếng. Hạ Diệp Trầm thấy thái dương mình giật giật vì đau đầu. Mẹ anh ấy tìm đến em, nói tránh xa con bà ấy ra. Thực sự em với anh ấy cũng không có chút tình cảm nào, cách xa nhau ra cũng tốt. Từ Nhất Nạc mím môi. Cũng phải, họ là nhà giàu có quyền thế, làm sao có thể để ý đến những người như chúng ta cơ chứ. Hạ Diệp Trầm nhìn ly cà phê trước mặt, trong lòng mỏng mặn. Cô biết Từ Nhất Nạc và Lương Duật Thành có một chút tình cảm khó nói. Lời của bà Đàm Thư Uyển cảnh tỉnh cô, nhưng thực chất là đánh mặt vào mặt của chị ấy. Cô nhấp lấy một ngụm cà phê, tươi cười. Đấy là do em không có cảm giác với anh ấy thôi. Nếu như thực sự em yêu anh ấy, mà luật sư Lương cũng có tình cảm với em, vậy thì mời Đàm Thư Uyên cũng không làm được gì. Cũng đúng. Em... Hạ Diệp Trầm còn chưa nói hết câu, điện thoại trong túi lại vang lên. Dì Phong ạ, mẹ cháu đâu? Tiếng dì Phong hốt hoảng bên kia điện thoại. Thư Vân à, mẹ cháu bị ngã cầu thang, đưa đi cấp cứu rồi. Đây không biết là lần thứ mấy Hạ Diệp Trầm có mặt trong bệnh viện, nhưng lần này sắc mặt cô vô cùng kém. Mẹ Nhã đã cao tuổi, lại ngã cầu thang đến mức phải đi cấp cứu. Cô nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật sáng, Hạ Diệp Trầm đứng bên ngoài cửa, hai tay nắm chặt. Một tiếng, hai tiếng, sáu tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa kia cũng có động tĩnh. Bác sĩ, mẹ tôi. Cô đi theo tôi. Hạ Diệp Trầm cúi đầu đi theo vị bác sĩ kia vào đến bàn làm việc. Ông đẩy cho cô một ly trà. Cô lắc đầu. Sức khỏe của mẹ cháu có phải không ổn không? Ông thở dài. Cuộc phẫu thuật đã thành công, mẹ cô tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, cô Diệp, bà Diệp có nguy cơ bị liệt nửa người rất cao. Nếu không muốn cả đời ngồi trên xe lăn, phải tiến hành vật lý trị liệu với chi phí rất cao. Tâm trạng của Hạ Diệp Trầm trùng xuống. Tiền phẫu thuật cô có thể dùng số tiền tích góp 5 năm này để gánh tạm, nhưng còn vật lý trị liệu, tiền khám bệnh của Diệp Ngạn Trần, đây đều là những khoản tiền lớn không sao kiếm nổi.
Bác sĩ, về tiền cháu sẽ cố gắng lo liệu. Bệnh của mẹ tôi, vẫn mong bệnh viện có thể đưa ra liệu trình tốt nhất. Mẹ Nhã đã khổ cả đời, cô không muốn nhìn thấy bà gắn bó với chiếc xe lăn suốt phần đời còn lại. Vị bác sĩ gật đầu. Được, vậy cô đi thanh toán chi phí phẫu thuật, tiền vật lý trị liệu để sau cũng được. Thanh toán tiền phẫu thuật cho mẹ Nhã quả thực là rút hết số tiền tiết kiệm của Hạ Diệp Trầm. Nhưng cô không có lấy một lời oán thán. Nếu không có tay nghề bà truyền thụ, vậy thì cô cũng chẳng có số tiền đó được. Chúng ta thực sự hết tiền rồi. Từ Nhất Nạc vừa lau mồ hôi cho mẹ Nhã vừa thở than. Cô ấy đi hát cho các phòng trà cũng chỉ đủ ăn mặc. Hạ Diệp Trầm đưa cho Từ Nhất Nạc điện thoại của mình. Sao vậy? Có lẽ em sẽ đến Vân Nam. Vân Nam? Sao em đi xa vậy? Từ Nhất Nhạc đón lấy điện thoại, màn hình vẫn sáng, trên đó có thông tin một ngôi biệt thự đang tuyển đầu bếp. Nhìn vào số tiền nhận được một tháng, Từ Nhất Nhạc cảm thấy chói mắt. Tại sao lại cao như vậy? Số tiền này đủ để cả nhà ba người sống sung túc trong nửa năm đấy. So với công việc của Hạ Diệp Trầm bây giờ thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hạ Diệp Trầm có chút lảng tránh. Cậu chủ nhà đó có chút kén ăn, nhiều đầu bếp bị đuổi đi rồi. Thay vì cứ tuyển rồi lại đuổi, họ đưa ra giá cao, mời người có thể nấu ăn hợp khẩu vị của anh ta đến. Đúng là đồ bệnh thần kinh. Từ Nhất Nặc bất giác mắng một câu. Hạ Diệp Trầm hơi chột dạ, thu lại điện thoại. Lời của Từ Nhất Nặc vô tình nói ra điều mà cô giấu giếm. Cậu chủ của căn biệt thự đó quả thực có bệnh thần kinh. Bao nhiêu đầu bếp trước đó bị đuổi không phải vì nấu không ngon, mà bị anh ta dọa sợ chạy mất. Hạ Diệp Trầm mấy ngày trước đã nhận được tin này, chỉ âm thầm tặc lưỡi, không muốn nhảy vào hố lửa. Mà bây giờ cô thực sự cần tiền. Cho nên chị Nhất Nặc, em muốn gửi mẹ Nhã và hai đứa trẻ cho chị một thời gian. Khi nhận việc có thể ứng trước 2 tháng lương, em sẽ gửi về để đóng viện phí cộng với lo chi phí sinh hoạt. Từ Nhất Nặc trầm tư hồi lâu. Diệp Trầm, em đi một mình xa như vậy, chị không yên tâm. Hạ Diệp Trầm bật cười khanh khách, sau đó ghé sát vào tai cô ấy nhỏ giọng. Chị Nhất Nặc, chúng ta từng ngồi tù, từng đối mặt với cái chết cũng chẳng sợ hãi. Nếu như không mạo hiểm thì làm sao mà sống sót được. Giọng Từ Nhất Nặc buồn buồn. Cũng đúng, nếu không mạo hiểm thì không sống sót được. Thuyết phục được Từ Nhất Nặc, Hạ Diệp Trầm đêm hôm đó chỉ để lại một lá thư để rời đi. Cô sợ rằng nếu như Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần khóc lóc, bản thân sẽ không thể nào nhẫn tâm mà rời đi được. Tàu cao tốc đến Vân Nam mất 3 tiếng đồng hồ. Khi Hạ Diệp Trầm đặt chân đến trước cổng biệt thự, vừa lúc 8 giờ sáng. Biệt thự nằm một mình trên một ngọn núi, xung quanh không có nhà dân. May là đường xá đều được bê tông hóa, đi lại không khó khăn. Xin hỏi có ai trong đó không? Cô tiến đến cánh cổng, bấm chuông. Ai đó? Tôi đến ứng tuyển làm đầu bếp. Người bên trong hử lạnh, bật ra mấy câu khinh bỉ. Chỉ là một tên què điên điên khùng khùng, vậy mà cũng muốn sống sướng như ông Hoàng. Xem ra cậu chủ của căn biệt thự này cũng không phải người hô mưa gọi gió như cô tưởng. Người kia mặc dù khinh miệt nhưng vẫn phải ra mở cửa. Hạ Diệp Trầm làm bộ không quan tâm, nhưng vẫn âm thầm đánh giá. Một người đàn ông 30 đến 35 tuổi, là bảo vệ, nhưng không khác gì một gã lưu manh nguy hiểm. Trên áo có ghi tên Nhậm Hoan. Xin hỏi anh, tôi cần gặp ai để ứng tuyển? Nhậm Hoan lạnh nhạt bỏ lại một câu. Tôi không biết. Cô muốn hỏi gì, vào trong nhà mà xem. Những nhà càng giàu có càng có những bí mật không muốn người khác biết. Hạ Diệp Trầm cũng không muốn mặt dày đi hỏi. Cô kéo vali đi thẳng đến trước cửa nhà chính. Cửa mở, bên trong im ắng. Không hiểu sao Hạ Diệp Trầm đột nhiên thấy lạnh. Cô dè dặt từng bước vào bên trong. Cả căn biệt thự lớn như vậy, nhưng kiến trúc bên trong rất đơn giản, thậm chí có phần tối tăm. Chẳng lẽ đây là một trong những nội dung kiểm tra để tuyển đầu bếp? Hạ Diệp Trầm thầm nghĩ trong đầu, quyết định đứng nguyên một chỗ chờ người đến. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, có chút giận người. Sau đó toàn bộ đèn điện vụt tắt. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đừng nói ứng tuyển làm đầu bếp thôi mà cũng phải vượt qua màn thử thách lòng can đảm chứ. Đến lúc Hạ Diệp Trầm sắp mất kiên nhẫn đến nơi, rốt cuộc có người cất tiếng. Cô là đầu bếp mới? Lại đến thấu xương. Không phải,
tôi đến đây để ứng tuyển, còn chưa được nhận nữa. Cũng xem như thông minh, Hạ Diệp trầm dè dặt lên tiếng. Ông chủ, tôi có thể quay lại được không? Người kia không trả lời, trái lại còn đặt câu hỏi. Cô có biết nếu không nấu được thức ăn vừa ý tôi thì sẽ phải trả giá như thế nào không? Thế nào? Hạ Diệp trầm tò mò đến mức quên mất phép tắc, trở thành món ăn cho thú cưng của tôi. Hạ Diệp trầm thấy thật đau đầu. Bài báo nói không sai, chỉ óc vị thiếu gia ở trong căn nhà này có chút không bình thường. Nhưng những đầu bếp trước đây chỉ bị dọa sợ thôi, cũng chưa bị nấu thành thức ăn thật, nên chắc cũng không quá nguy hiểm quá đâu. Hạ Diệp trầm âm thầm cân nhắc rồi cười nhã nhặn. Tôi đã hiểu. Tôi không tự tin rằng mình nấu ngon nhất, nhưng có thể tự tin rằng mình là người bỏ ra nhiều công sức để hiểu anh nhất. Hiểu tôi? Giống như nghe được một chuyện chê cười, người đàn ông lặp lại hai chữ đó. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Không hiểu sao, khi nghe người đàn ông nói câu này, Hạ Diệp trầm có thể cảm nhận được sự bi thương của anh ta. Mà càng kỳ quái hơn, cảm giác khi mới vào trong nhà của cô, đến lúc này càng lúc càng phóng đại. Bím chặt môi, Hạ Diệp trầm nhân lúc người đàn ông không để ý, dứt khoát quay người lại. Anh... Người đàn ông có chút ngạc nhiên đối với hành động bất ngờ của cô. Ngay sau đó, anh nhích khóe miệng. Sợ? Sợ rồi à? Bây giờ là ban ngày, mặc dù tắt điện nhưng trong phòng vẫn có chút ánh sáng lờ mờ. Hạ Diệp trầm có thể nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông sáng như chứa cả trời sao, nhưng lại trống rỗng như không có gì cả. Một bên mặt anh ta có vết sẹo dài kéo từ đôi mắt đến dưới cằm, bên còn lại cũng bị bỏng. Nếu như sợ vậy thì cút ra khỏi đây đi. Người đàn ông thấy cô đứng như trời trồng, âm điệu lạnh lẽo. Hạ Diệp trầm cảm thấy mình mất đi năng lực suy nghĩ. Chẳng trách khi mới nghe giọng của người đàn ông, cô lại thấy nó quen thuộc đến như vậy. Trầm Dư Niên, người quen cũ của 5 năm về trước. Chỉ có đôi chút khác biệt là chân của anh bị tật, đã không thể tự đứng vững được nữa. Mới có 3 năm, anh càng ngày càng tàn tạ hơn. Hạ Diệp trầm biết từ này có chút xúc phạm người đối diện, nhưng không sao tìm được từ khác để thay thế nữa. Tôi không sợ, chỉ là nhìn anh có chút quen mắt mà thôi. Cô lấy lại được giọng nói của mình, trong lòng vẫn hồi hộp không thôi. Cuộc đời giống như một vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại vướng vào nhà họ Trầm, một trong những gia tộc cô không muốn gặp lại một lần nữa. Còn muốn nhận việc không? Trầm Dư Niên thản nhiên như không. Hạ Diệp Trầm cúi đầu. Cậu chủ, tôi không hề sợ anh, nhưng tôi vừa chợt nhớ ra mình còn có việc ở nhà, không thể nhận việc được. Anh có thể nhận đầu bếp khác được không? Trầm Dư Niên khẽ cười, bật ra hai chữ: không được. Trực tiếp từ chối như vậy, Hạ Diệp Trầm vẫn còn đang ngơ ra. Người đàn ông lại tiếp tục nói những lời khiến cô sợ hãi. Người như cô cũng biết sợ sao? Dụ thiếu phu nhân.